Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Mình sẽ lại chạy lên cầu trời theo phía đây nha. À, còn một cái nâng giáp nữa à? Ok, thế mình chạy qua mình ăn nâng giáp anh em ạ. Lên được cái giáp 4 thì ngon. Ngon là anh em ơi. Đậu xanh thôi chưa kịp được mạng nào mà bây giờ chỉ còn lại có 14 người chơi nữa. Càng quá nhỉ anh em. Đây để kẹo lên phía trên cái đá nha. Có lên nha anh, ok em. Ủa trên này thì kẹo toàn thấy hòm sát thôi à, người thì không thấy đâu cả. Vất vả quá cơ anh em ạ. Có lẽ là chúng ta nên chạy qua cái phía thính này thì cái việc kiếm người sẽ dễ hơn này. Đây bây giờ là mình còn chưa dùng cái quyền hồi sinh nữa anh em ơi. Giáp chống nổ mũ 3 này. Ba lô 2 hả? Thế là chưa có ba lô 3 anh em ơi. Ok mọi người. À có xe này. Chuẩn bị có mạng anh em ơi. À nó là một chiếc xe motor chắc thì phải. Tại cả thấy chạy qua cái là mất sáng mà anh em. Nó là xe motor chắc rồi. Ok ok nào. Chạy hả bạn ơi. Mình đu dây anh em ạ. Đu dây chắc đuổi theo được nó hả? Ui. Nó chạy theo cái phía nào ấy. Phía bên hông kia thì phải anh em ạ. Đu dây không đuổi theo được nó nhá. Đậu xanh. Lấy go thôi anh em ạ. Ủa ơi. Cái kiểu chơi game hơi nản ấy. Chạy mãi nhưng có thấy ai đâu. 13 người chơi nữa hả? Chán vậy ta. Cái bo to và ít người quá nha anh. Đúng rồi em ơi. Đâu thấy ai đâu. Từ đầu trận đến giờ thì kẹo còn chưa có được mạng nào nữa cơ. Các bạn là chơi chế độ hồi sinh này các bạn ấy hay trả thù nhau anh em ạ. Đấy đấy. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi xuống xe đi em. Bây giờ xem là anh bị chú nhá. Bom rơi nổ chết ai nhá ở đây. Kẹo qua ngay luôn anh em ạ. Kẹo ngại gì đâu hả anh em. Nào. Ủa ơi. Bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng bạn ơi. Bạn ơi đừng bạn ơi. Úi dồi. Bạn ơi đừng bạn ơi. Bắn toàn vào giáp thôi anh em ạ. Đậu xe bạn ơi. Ngồi gầm hả. Xuống xe này. Đã bảo xuống xe cơ mà. Đúng rồi xuống xe nhé bạn ơi. Lên bản điểm số này. Ui. Nó gài mình ngay chỗ sau nó rồi anh em ơi. Thằng này công nhận là chơi cao thủ thật. Chết rồi vẫn còn máu gầy mình nữa cơ anh em ạ. Để mình xem mình lượm thêm cái súng này. Quá ổn các bạn ơi. Ok nhá. Mình thì có lẽ không cần đâu. Nhưng mà lượm thêm máu thì ok. Cuốn máu cái đã anh em ạ. Cho nó full luôn này. Cuốn máu full chơi game cho tự tin nhé mọi người. Let's go thôi. Có thể thằng kia nó sẽ lại tiếp tục nhảy dù gần đây anh em ạ. Không thấy đứa nào nhảy dù con này đâu. Để con nào mọi người ơi. Còn lại 13 người chơi nữa ở trong cái ván đấu đây nha. Đi kẹo sao nào. Lượn lờ quanh mấy chỗ này anh em ạ. Wow. Cái quá thở heo. Người nó lại đâu hết rồi nhỉ. Giáp chống nổ nên nãy giờ kẹo bán là toàn auto aim với giáp nó thôi mà. Đơn giản là anh em chơi chế độ hồi sinh này không hiểu sao cái trận này nó vắng mà anh em. Tôi chạy mãi này không tìm được ai để mà kill cơ. Chứ nếu mà tìm được người thì tôi đã kill rồi nha em ạ. Số nhỏ. Gặp ngay quả trận chạy mãi không thấy ai này. Mệt mỏi anh em ơi. Đây mình qua phía này coi. Nó lại vất vả quá như các bạn nhỉ.
còn lại 12 thằng nữa nha. Mà kẹo không biết là còn lại bao nhiêu đứa đã hồi sinh rồi cơ. Ui, mình cứ nghe được cái tiếng gì đấy anh em ạ, tiếng bom rơi à? Xe chạy thì kẹo không có thấy xe đâu. Ok, mình sẽ cố chơi lấy top 1 nha anh em. Chạy vất vả quá nhỉ anh em. Mà quan trọng là không tìm được người cơ. 11 mạng đấy hả? Wow. Dưới kia lại là một chiếc xe Monster Truck anh em ạ. Bây giờ là tôi chạy bộ như này không thấy ai này. Thế có khi là lấy xe chạy thì anh em lại kiếm người dễ nhá. Wow. Để con nào. Cứ chạy tạm qua phía này cả đã anh em ạ, rồi là tính sau nha. Đến rồi mọi người. Uầy. À đủ. À đây. Thấy rồi nhé anh em ơi. Một đứa thì ở ngay phía dưới này, một đứa thì ở ngay phía trên nhá. Đây rồi anh em ơi, nó chạy này. Nó chạy đây các bạn ơi. Mày chạy nhanh hả? Em ơi đừng chạy. Chắc là mình sẽ phải đến trên này các anh em ạ. Ui. Bạn ơi mình không có mong keo đâu. Sao bạn? Làm gì nhau? Mình đang trên trò này bạn ơi, xem là bạn làm gì được mình. Một đứa mãi bên này anh em ạ. Thấy rồi nhé. Đậu xanh này. Thấy rồi nhé bạn ơi. Thấy rồi nhé bạn ơi. Lên bảng điểm số nha. Một đứa bên này này. Đậu xanh này. Lên bảng điểm số luôn nhé. Tuyệt vời. Mạng thứ 3 rồi anh em ạ. Uầy. Một đứa mãi phía dưới này. Uầy đậu xanh. Đậu xanh anh em ơi chạy nhanh. Chạy nhanh con đai bây giờ. Chắc là hai đứa vừa nhảy dù anh em ạ. Hai đứa tôi kia lúc nãy đây mà. Ngại gì đâu hả anh em. Ở đây kẹo sẽ cuốn phun máu cái đã. Người đâu? Uầy, đây hả? Nhìn khá là giống người nhưng mà không phải anh em ạ. Bên dưới này cũng chỉ là một cây nấm mà thôi. Phía này các bạn ơi. Phía này có ngay một đứa nhá. Uầy, người đâu? Đây rồi anh em ạ. Nó ngay phía trước đây anh em ơi. Có giỏi lên đây em ơi. Uầy. Bon đã thu lại rồi kìa bạn ơi. Đậu xanh này. Lên bảng điểm số nhé bạn. Mình có một quả bom keo này anh em. Đấy các bạn là mình trang bị bom keo sẵn luôn nhé. Và để coi. Ủa ơi. Vứt bớt đồ mới lượm thêm bom keo anh em ạ. Lấy coi nào. Uầy lên 350 máu rồi. Các bạn là nãy giờ thì kẹo chưa hồi sinh lần nào anh em ạ. Đây là máu trâu chưa ạ? Máu trâu chưa nhỉ? Làm quả 350 máu đây anh em thì ghê chưa? Thế nó lại gắt quá nhỉ? Uầy. Mình đứng chỗ này công nhận là cũng tương đối có lợi anh em ơi. Hai đứa kia đang xấy nhau này. Uầy. Chắc là mình nên chạy vòng lại móc lúc nó anh em ơi. Hello bạn ơi. Đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi chạy hả. Ôi một đứa ngay phía sau này. Hơi gắt đấy kìa anh em. Kẹo qua ngay nhé này. Úi dồi ôi. Ủa thằng nào cái ăn mạng vậy. Cái ăn mạng của anh này. Ui. Cái ăn mạng của anh này. Cái ăn mạng của anh này. Sao đai cho em. Đây mình lại được tao máu này anh em ơi. Ui. Ủa làm gì mà căng. Đây, thanh máu bây giờ của mình là 350 nhá. Anh em thấy thanh máu ghê chưa? Cuối trận vẫn đang còn máu thì anh em thấy ghê rồi chứ. Ngay phía dưới hả? Lên bảng điểm số nha em. Nào. Chạy vào đi em ơi. Ui. Đây hả? Thấy rồi nhé. Thấy rồi nhé em ơi. Ui. Thấy rồi nhé em ơi. Yes. Quẩy thôi.
Úi giời ơi, combo này anh em ơi, combo 6 kill này easy anh em ạ, không hề khó khăn một chút nào luôn. Ok mọi người, yes, combo đầu tiên trong chế độ hồi sinh nhé anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.